em luôn luôn đặt Annette lên hàng đầu khi mà chọn việc của em đi du học ở các nước sắp tới. Ba mẹ em luôn kêu là theo các chị đã theo từ đầu rồi thì bây giờ theo luôn cho tới tận cuối cùng luôn. Thì từ lúc mà anh tham gia và anh theo dõi hồ sơ thì nói chung là anh rất là hài lòng về cái dịch vụ của anh ấy. Anh thấy tụi em là những nhân viên trẻ trung, làm việc có trách nhiệm và giống như là cái tụi em có thể cảm thông được cái nỗi lo của phụ huynh. Thì việc làm hồ sơ của em cũng khá là suôn sẻ, nên là những anh chị tư vấn thì cũng tư vấn rất là nhiệt tình, cô đã giúp đỡ em để hoàn thành hồ sơ rồi. Dạ em nhân đây em cũng rất là muốn cảm ơn tới đến đây, đặc biệt là chị Lam, chị rất là giúp đỡ em hoàn thành hồ sơ rồi chọn trường, tư vấn về trường rồi các khóa học cho em. Cũng hy vọng là qua công ty tư vấn Annette thì cũng sẽ đồng hành cùng với cháu, thì gia đình cũng yên tâm hơn. Em mong là Annette sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa và giúp đỡ thêm nhiều bạn hơn nữa ạ.